Ở vùng nông thôn, những người phụ nữ tầm U50 tuổi, mà cụ thể khi đã ở tuổi 54 như hai gái mại dâm trong vụ án này, thì hầu hết đã lên chức bà nội, bà ngoại. Nhưng hai gái mại dâm U60 vừa bị bắt trong một vụ động mại dâm ở ngoại thành Hà Nội, ngày ngày vẫn phải ê chề hành nghề mua vui cho khách. Xem ra họ thật đáng thương hơn là đáng giận. Tú ông già điều hành gái mại dâm già. Đến giờ, khi nhắc đến động mại dâm đó, các cán bộ chiến sĩ công an Nam Đông Anh, Hà Nội vẫn không khỏi thấy lạ và có phần bất ngờ. Các anh bảo rằng, các anh từng tham gia phá nhiều vụ mại dâm, bắt nhiều đối tượng tú ông, tú bà và đám gái mại dâm, nhưng chưa vụ nào các anh lại thấy từ người điều hành động mại dâm cho đến gái bán dâm lại nhiều tuổi như thế. Bởi thường cái nghề mua vui cho khách đều kén chọn người trẻ đẹp. Ngay cả tú ông tú bà cũng phải trẻ trung, nhanh nhạy mới có thể kham được cái công việc rất đỗi đặc thù và căng thẳng này. Tuy nhiên, động mại dâm này lại trái ngược hoàn toàn với những nơi khác, đó là các đối tượng liên quan đều khá cứng tuổi. Trước đó, qua công tác trinh sát nắm tình hình, các chiến sĩ phát hiện được một tụ điểm nghi vấn nổi lên trên địa bàn. Đó là khu nhà nghỉ Hồng Dương, có địa chỉ ở xã Dục Tú, Đông Anh, Hà Nội. Nhà nghỉ này cũng như bao nhà nghỉ khác trên địa bàn cũng có biển quảng cáo hoành tráng treo ngay cửa ra vào. Cũng có nhiều tầng với nhiều phòng biệt lập cùng trang thiết bị hiện đại. Tuy nhiên, gần đây ở khu nhà nghỉ này thường xuất hiện nhiều đôi nam nữ thoát đến rồi lại thoát đi. Thậm chí trong nhà nghỉ luôn chờ sẵn một vài phụ nữ. Cứ có khách nam rời đến là họ lại vui vẻ ra chào đón rồi mất hút sau những cánh cửa phòng nghỉ. Nhận định nhiều khả năng đây là tụ điểm hoạt động mại dâm nên các cán bộ chiến sĩ đã lên kế hoạch tỉ mỉ để điều tra, triệt phá nhằm trả lại sự bình yên và trong sạch cho cuộc sống người dân ở vùng ngoại thành Hà Nội. Sau một thời gian theo dõi phương thức hoạt động và giờ giấc ra vào của chủ và khách ở khu nhà nghỉ Hồng Dương, bước đầu tổ công tác đã nắm được quy luật hoạt động ở đây. Ngay sau đó, giờ giấc phá án đã được định sẵn, các mũi trinh sát đã được chia ra để làm công việc của mình. Được biết, giờ cao điểm của động mại dâm trá hình này thường vào buổi trưa và lúc chập choạng tối. Do đó, tổ công tác đã cho ém quân ở quanh khu nhà nghỉ Hồng Dương vào tầm giữa trưa. Vào một ngày đầu tháng 8 năm 2021, nhận thấy giờ đánh án đã chín muồi. Khi khách khứa bắt đầu ra vào khu nhà nghỉ rất đông, các chiến sĩ công an Nam Đông Anh bất ngờ ập vào kiểm tra. Sự có mặt của tổ công tác bất ngờ đến nỗi, mặc dù chủ nhà nghỉ đã bố trí bảo vệ, người theo dõi, đồng thời có cả các đối tượng môi giới ngồi bên dưới quan sát, vậy mà vẫn chẳng ai biết sự xuất hiện của các lực lượng công an. Chính vì vậy, tổ công tác đã bắt quả tang tại phòng 202 và 301 của nhà nghỉ, có hai đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm. Điều đáng nói, cả gái bán dâm và khách mua dâm đều khá lớn tuổi, thậm chí cả chủ nhà nghỉ và đối tượng môi giới cũng chẳng còn trẻ. Ngay sau đó, toàn bộ chủ và khách trong khu nhà nghỉ đã được đưa về trụ sở công an để làm rõ. Được biết, nhà nghỉ Hồng Dung do Nguyễn Văn Thiện, 54 tuổi, trú tại thôn Đồng Dầu, xã Dục Tú, huyện Đông Anh làm chủ. Hai gái mại dâm bị bắt là Ngô Thị G, 54 tuổi, trú tại xã Xuân Canh và Nguyễn Thị Minh Tề, 55 tuổi, trú tại thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh. Khách mua dâm là hai người đàn ông đứng tuổi cũng ở vùng lân cận cho biết. Họ biết được động mại dâm và gái mại dâm già này qua một đối tượng tên là Nguyễn Mạnh Hùng, 53 tuổi, trú tại Xuân Canh, Đông Anh, Hà Nội. Hùng ra giá cho mỗi lần mua dâm khá cao là 500.000 đồng. Tiền đó trừ toàn bộ vào tiền phòng, tiền bo cho gái và các chi phí khác. Theo lời quảng cáo của Hùng, hàng này rất phù hợp với những người đàn ông lớn tuổi. Đặc biệt đây là hàng sạch sẽ và cực kỳ có kinh nghiệm trong việc chiều chuộng những người đàn ông khó tính. Chính vì vậy, hai vị khách này đã tìm đến đặt vấn đề để được phục vụ. Hùng đã móc nối với chủ nhà nghỉ Hồng Dương là Nguyễn Văn Thiện tạo điều kiện cho đám gái mại dâm và khách mua dâm có chỗ để mua bán, trao đổi nhu cầu. Ê chề nghề mua vui cho khách của những ca ve già. Nói ê chề quả thực là không sai, bởi đối với những người đàn bà tầm U60, cái tuổi đã thành bà nội bà ngoại, đến ngưỡng được nghỉ ngơi và hưởng thụ. Vậy mà hàng ngày họ vẫn phải làm cái việc bán thân đó thì quả thật là ê chề. Người đàn bà 55 tuổi, Nguyễn Thị Minh Tề, từ khi bị đưa lên trụ sở công an thì cứ ngồi cúi gằm mặt. Bà ta không ăn, không uống, không chuyện trò, đôi mắt lúc nào cũng ngân ngấn nước. Bà Tề trông rõ là lam lũ, mái đầu đã bạc, chút tóc mỏng được buộc kín sau gáy, khiến bà càng tội. Bà Tề khai với cơ quan công an những thông tin cần thiết. Ngoài ra, bà ngồi im như hóa đá, không ai có thể khơi được chuyện của bà. Một cán bộ chiến sĩ nói rằng bà Tê đang rất lo sợ thông tin về cái việc nhơ nhớp bà đang làm sẽ đến tai các con bà. Như thế, bà chẳng còn con đường nào để sống. Khai với cơ quan công an, bà Tê cho biết bà đã có gia đình và 4 đứa con.
cô gái lớn giờ đây đã lấy chồng và có cháu ngoại 3 tuổi, còn cậu con trai út cũng đã lớn. Bà Tê đổ lỗi tại cuộc sống quá khó khăn, chồng bà mới mất cách đây vài năm. Khi ấy, cô con gái lớn chưa đi lấy chồng, mấy đứa nhỏ đều chưa công ăn việc làm nên kinh tế gia đình rất eo hẹp. Bà Tê cũng từng làm đủ các nghề như gánh gạch thuê, làm giúp việc cho đến buôn bán gánh gồng. Nhưng rồi bà đổ bệnh thấp khớp, cứ trời mưa nắng thất thường là bà đau nhức người, chân tay không thể nhấc lên được. Bà không thể làm những công việc chân tay nặng nhọc nên cứ quanh quẩn buôn bán làng nhàng, đầu chợ cuối chợ. Bà Tê đã khai thật với các chiến sĩ công an rằng ở cái tuổi đã làm bà rồi mà lại bước chân vào cái nghề nhơ nhớp và ê chề là nghề bán thân. Bởi nghề đó phải đòi hỏi người có sắc và có sức, chứ với những người già như bà thì thiếu cả hai thứ đó. Tuy nhiên, khi thấy người môi giới nói rằng nồi nào sẽ có vùng đó, những người đàn ông lớn tuổi có hoàn cảnh éo le như bỏ vợ, vợ chết thường có tâm lý muốn tìm những người đàn bà cùng thế hệ để chia sẻ. Thoạt đầu, bà Tê không chấp nhận, nhưng khi người môi giới nói số tiền đi khách khá cao, bà đồng ý. Lúc đầu dấn thân vào việc này, bà cũng thấy áy náy, ngại ngùng và có phần lo sợ nếu các con và người quen biết được. Nhưng rồi bà tặc lưỡi, mình làm mình biết, chả ai biết đấy là đâu. Thế nên bà mới nấn ná, kéo dài. Nhưng chưa kịp dừng lại cái việc nhơ nhớp đó thì bà Tê đã bị bắt. Người đàn bà thứ hai là bà Ngô Thị G, 54 tuổi, trú tại xã Xuân Canh, huyện Đông Anh. Bà G xem ra vẫn cứng rắn hơn bà Tê. Bị đưa về cơ quan công an, bà G thi thoảng còn quay sang hỏi thăm và an ủi đồng nghiệp. Ai hỏi gì, bà G cũng chịu khó trả lời. Có vẻ như bà G là người rất chú ý tới vẻ bề ngoài. Bà ta uốn tóc xoăn, mặt chát phấn khá bự, đôi mắt xăm xanh và đôi môi phơn phớt hồng. Qua xác minh thân phận của bà ta, tổ công tác được biết bà G hiện sống một mình. Trước đây bà ta cũng có gia đình, nhưng khoảng chục năm nay, vợ chồng bà ta đã chia tay nhau. Bà có một người con trai, nhưng cách đây vài năm, nó đã bị bắt vì tội trộm cắp, còn mình bà cô độc giữa cuộc đời khó khăn. Bà G là người hay chuyện, mà nói theo kiểu dân dã thì là thuộc diện thích buôn chuyện. Các mối quan hệ của bà cũng theo đó được mở rộng. Bà G sống thiếu hơi chồng cả chục năm, từ ngày bà vẫn còn đang hừng hực xuân sức, đến giờ tuy đã U50 nhưng bà vẫn thèm hơi ấm của những người đàn ông. Đã có bao lời đồn thổi về mối quan hệ của bà với hết người đàn ông này đến người đàn ông khác trong và ngoài vùng, nhưng chưa có mối quan hệ nào sâu sắc kéo dài cả. Cho đến một ngày, bà G cũng được môi giới đi bán dâm. Bà G không phải mất quá nhiều thời gian để đấu tranh tư tưởng như bà Tê, bởi bản thân bà luôn cảm thấy thiếu thốn tình cảm. Việc được gặp gỡ những người đàn ông có nhu cầu và có tiền thực sự là cơ hội đối với bà. Còn hai người đàn ông hành nghề môi giới và chứa mại dâm thì chẳng có cách nào để chối tội. Họ thẳng thắn thừa nhận rằng họ làm như vậy để kinh doanh, để kiếm tiền. Bởi họ biết thị hiếu của một số vị khách già là rất muốn tìm những người đàn bà lớn tuổi để chia sẻ, giao lưu. Và họ có nguồn hàng là những người đàn bà có hoàn cảnh khó khăn kia. Được biết, hiện tại hai người đàn ông này đã bị khởi tố và bắt tạm giam, còn hai gái bán dâm già được đưa đến trại phục hồi nhân phẩm. Những người đàn bà này thực sự đang rơi vào cảnh quá ê chề. Quý vị và các bạn thân mến, và đến đây thì thời lượng phát sóng của chương trình cũng đã kết thúc rồi. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những số phát sóng tiếp theo.